và Tuyết Vinh kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Cô Thảo ơi, công nhận là dạo này thời tiết trở nên nóng bức, em cảm thấy cái việc ăn uống nó không có ngon miệng gì hết đó cô. Đúng rồi, thời tiết mà nóng nực á thì dễ làm cho người ta cảm thấy rất là chán ăn nè. Tuy nhiên là mùa hè cũng là mùa mà các nguyên liệu rất là đa dạng phong phú, đặc biệt là các loại rau củ quả. Cho nên chúng ta chỉ cần thay đổi một chút xíu cái cách chế biến thôi là có thể có ngay những món ăn ngon liền. Mà hình như em nhớ không lầm, ngày hôm nay trong chủ đề buffet mùa hè, cô Thảo sẽ hướng dẫn một món ngon từ các loại rau củ quả. Vậy thì không biết cô sẽ cho em thưởng thức món gì đây? Hôm nay Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả và Tuyết Vinh một món ăn mà người lớn cũng thích, trẻ em lại càng thích hơn nữa. Thế thì hay quá rồi, tại vì không chỉ riêng một mình em đâu mà mấy đứa em ở nhà cũng rất là biếng ăn. Vậy thì món ăn ngày hôm nay có tên là gì vậy cô? Món ăn ngày hôm nay có tên là món chả khoai môn thì là. Để thực hiện món chả khoai môn thì là thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 50g tôm sú lột vỏ, 50g rau mực, 50g cà rốt, 50g củ sen và 80g khoai môn. Ngoài ra chúng ta còn cần chuẩn bị thêm một ít rau thì là sắc nhỏ, 2 cái trứng gà, dầu ăn và bột chiên gà giòn Ajiquit. Tôm sú mua về thì chúng ta sẽ bóc bỏ phần vỏ đi, bỏ đầu và bỏ đuôi đi. Sau đó chúng ta sẽ cắt hạt lựu hết cái phần tôm sú này. Rau mực thì chúng ta mua về rồi chúng ta cũng làm sạch. Chú ý là phần rau mực á, ở phía bên trong này nó có một cái túi mực chỗ này, có hai phần mắt và cái răng mực nữa. Chúng ta sẽ bỏ hết cái phần đó đi. Sau đó phần rau mực này chúng ta cũng cắt hạt lựu nè. Cà rốt, quý vị khán giả sẽ bào bỏ phần vỏ đi. Sau đó chúng ta sẽ sắc ra lát mỏng như thế này. Kế đó chúng ta lại sắc sợi. Tương tự như là cà rốt thì củ sen cô cũng cắt sợi giống vậy. Phần khoai môn này chúng ta sẽ sắc mỏng rồi sau đó chúng ta sẽ sắc sợi. Bây giờ thì cô sẽ cho tất cả những cái nguyên liệu này vào trong một cái tô nè nha. Đến phần hải sản, rau mực và tôm cũng cho vào luôn. Trứng gà này cô sẽ sử dụng lòng đỏ thôi. Nhưng em thấy là cái phần lòng trắng trứng cũng bổ dưỡng mà cô, sao mình lại bỏ đi như vậy? Tất nhiên là lòng trắng trứng thì cũng rất là bổ dưỡng cho cơ thể. Trong những bữa ăn hàng ngày thì chúng ta có thể sử dụng những món ăn có cả lòng trắng và lòng đỏ. Nhưng mà với món chả khoai môn thì là này đó, thì chúng ta chỉ sử dụng hai cái lòng đỏ thôi. Vì làm như vậy thì chả trứng của chúng ta nó sẽ có màu vàng đều và đẹp hơn. À, như vậy thì đây chắc chắn là một bí quyết không thể bỏ qua của món ăn này rồi. Quý vị khán giả cùng lưu ý với Tuyết Vinh nha. Để giúp cho món chả khoai môn thì là có màu vàng đều đẹp mắt thì khi trộn nguyên liệu chúng ta chỉ sử dụng lòng đỏ trứng mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cái lòng đỏ còn lại vào. Chúng ta sẽ trộn đều hai cái lòng đỏ này với lại các nguyên liệu mà chúng ta đã sắc sợi cũng như là sắc hạt lựu rồi. Kế đó chúng ta sử dụng bột chiên gà giòn Ajiquit. Cô sẽ cho vào trong đây khoảng nửa gói. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho hết cái phần thì là vào nữa là xong. Và Tuyết Vinh và quý vị khán giả biết không, khi chúng ta sử dụng kết hợp giữa lòng đỏ trứng gà nè và bột chiên gà giòn Ajiquit á thì nó sẽ giúp cho cái món chả khoai môn thì là chúng ta có cái độ kết dính tốt hơn. Và bây giờ chúng ta đặt một cái chảo lên bếp. Chúng ta đặt cái chảo nhỏ nhỏ thôi, khoảng chừng 12 đến 15cm thôi là vừa. Khi mà chảo nóng rồi á thì quý vị khán giả sẽ cho một ít dầu vào. Phần nguyên liệu này chúng ta sẽ chia ra làm đôi. Cô sẽ cho phần nửa vào trước. Và khi cho nguyên liệu vào rồi á thì quý vị khán giả sẽ dùng đũa chúng ta trang đều những cái phần nguyên liệu này ra để cho nguyên liệu sẽ lấp đầy cái phần đáy chảo. Và chúng ta bắt đầu chiên với lửa vừa thôi, chúng ta không chiên lửa lớn. Nếu như mà mình để lửa lớn quá thì cũng dễ bị cháy nữa đúng không cô? Ừ, nếu chúng ta để lửa lớn thì rất là dễ bị cháy. Quý vị ơi, chúng ta tiếp tục cùng ghi thêm một bí quyết cho món ăn này. Đó là để giúp cho món chả khoai môn được giòn ngon thì khi chiên chúng ta phải canh lửa vừa phải, đừng để dầu nóng quá thì bánh sẽ dễ bị cháy. Và khi bánh đã bắt đầu hơi định hình lại một chút xíu rồi đó thì chúng ta cũng xoay đều để cho bánh tróc ra khỏi chảo. Nếu mà quý vị khán giả mà muốn có tăng thêm độ vàng giòn á thì chúng ta có thể cho thêm một vài giọt dầu ở ngoài cái rìa bánh. Đó, thì cho một vài giọt dầu ngoài rìa bánh như vậy thì bánh nó sẽ vàng giòn rất là ngon và màu sẽ rất là đẹp. Và mình có cần phải trở mặt bánh để cho hai mặt đều vàng giòn hết không cô? Chắc chắn là chúng ta phải trở mặt rồi. Chúng ta có thể trở đơn giản bằng cách dùng một cái sạn chúng ta xúc nó và chúng ta trở lại. Dạ. Hoặc là chúng ta sẽ hất lên như thế này. À, rồi bây giờ phần chả khoai môn thì là đã chín đều cả hai mặt. Chúng ta tắt bếp và cô sẽ cho ra dĩa. Chúng ta trang trí thêm với là một ít tương ớt. Khi ăn thì chúng ta sẽ cắt ra thành những miếng nhỏ vừa ăn.
trang trí thêm với lại một cái cọng thì là nè. Đây là phần của Tuyết Vinh, cô cũng đã làm sẵn một miếng nhỏ cho Tuyết Vinh rồi đây. Dạ em cảm ơn cô. Một miếng chả rất là hấp dẫn với nhiều màu sắc nè, mà lại rất là thơm nữa, có mùi thơm của rau củ kết hợp với bột chiên gà giòn Ajiquit, rồi mùi thơm của hải sản cực kỳ hấp dẫn luôn đó cô. Em có thể cảm nhận được độ giòn giòn của rau củ nè, bùi bùi, có mùi hương đặc trưng của rau thì là. Bên cạnh đó thì tất cả các nguyên liệu, các gia vị hòa quyện lại tạo thành một hương vị rất là vừa ăn, hợp khẩu vị. Cảm ơn cô Thảo rất là nhiều đã hướng dẫn cho quý vị khán giả và em món ngon này. Và ngày hôm nay em về nhà chắc chắn sẽ thực hiện món này để đãi cả nhà của mình, đặc biệt là mấy em nhỏ ở nhà. Chắc chắn mọi người sẽ thích mê cho coi. Buffet mùa hè. Quý vị và các bạn thân mến, món chả khoai môn thì là chắc chắn sẽ là một món ăn đầy hấp dẫn trong mùa hè này. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công. Còn bây giờ cô Diệu Thảo và Tuyết Vinh cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên hai cách để có thể liên lạc với chúng tôi, đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.